Cụ thể, xe ô tô mang biển kiểm soát 43X5376 do tài xế Nguyễn Hữu Trung điều khiển chạy từ huyện Hòa Vang đến quận Cẩm Lệ theo hướng Nam Bắc. Đến trước cổng khu công nghiệp Hòa Cầm thì tông vào xe khách mang biển kiểm soát 92H0569 do ông Huỳnh Xuân Hưng điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước. Cú tông bất ngờ từ phía sau này làm xe khách lao lên giải phân cách cố định. Lúc này xe tải mang biển kiểm soát 43X3264 chạy theo hướng ngược lại tông vào phía phần trước nhô ra đường của xe khách. Hậu quả là xe khách bị hư hỏng hoàn toàn, 12 trên 16 người ngồi trên xe khách bị thương rất nặng. Tài xế xe khách 92H0569 Huỳnh Xuân Hưng chết tại bệnh viện lúc 5 giờ sáng nay. Một hành khách khác cũng đang trong tình trạng rất nguy kịch. Được biết 12 hành khách trên xe khách 92H0569 đều trú tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đi du lịch Bà Nà, trên đường về thì gặp nạn. Cái khoa cấp cứu của chúng tôi vừa đầu tiếp nhận 11 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông. Thì trong số đó có một cái trường hợp chấn thương sọ não hở rất là nặng và hiện tại chúng tôi đã đưa vào phòng mổ kịp thời. Còn tất cả những trường hợp còn lại thì đa số là những cái chấn thương sọ não kèm theo những chấn thương khác như ngực, bụng hoặc là những tổn thương các chi. Và chúng tôi cũng cái nguồn lực đã là huy động rất là đầy đủ và hiện tại chúng tôi tiếp tục để xử lý tất cả những cái trường hợp chấn thương còn lại. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng quận Cẩm Lệ và thành phố đã tổ chức phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông hơn 1 giờ trên tuyến đường này.